Nó biến hình rồi. What the hell? Đất ơi. Trời. Con gì nữa vậy? Enderman. Enderman gì mà thấy ghê vậy? Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chơi tiếp Minecraft From The Fog. Và các bạn ơi, nơi ở của mình bắt đầu có biến rồi. Bởi vì lúc mà mình mới ra khỏi nhà và nhìn phía bên phải, mình phát hiện một cái khu vực rất là lạ luôn. Nó xây theo hình chữ H. Mà chữ H từ ở đây chả nhẹ đó là Herobrine. Oh my god, bây giờ hắn lộng hành tới mức... Ê! Cái gì? Jeff the Killer. What? Jeff the Killer còn xuất hiện ở trong cái nơi ở của mình nữa. Oh my chui. Căng rồi. Mình không muốn sống ở cái chỗ này nữa đâu các bạn ơi. Từ cái ngày mà mình qua chỗ này mình ở, toàn là chuyện gì xảy ra không à. Thiệt sự luôn á. Và bạn nào có nhu cầu mà Roblox, Lockwood và Game Pass á, thì nhớ ghé qua shop của Lộc nha. Link shop ở dưới phần bình luận video á. Còn bây giờ thì mình sẽ đi lùi và lại gần cái chỗ chữ H này. Đừng nói mình đụng vô cái là hắn xuất hiện nha. Sợ đó. Mình sẽ thử. Ủa cái này đập được không nha? Ủa cái này đập không được các bạn ơi. Được không? Ủa nó cứng lắm. Cái này nó cứng kiểu như là H dìm thạch chứ. Cứng ngắt hả? Ủa bên xa xa còn có con quái gì cơ. Bên tay trái kìa các bạn. Ui ui. Ok, để mình thử đạp coi. Ủa coi đó. Giờ đây là một cái khối gì bí ẩn nè. Thật sự luôn á. Nhưng mà thôi không bị hắn hù là quý rồi các bạn ạ. Và chắc là hôm nay mình sẽ bỏ khu vực này và chúng ta sẽ di dời tới một khu vực khác an toàn hơn mà sống á. Nhưng trước khi đi á thì để mình nâng cấp ba lô cái đã. Bây giờ thì mình cũng có được hai cái ba lô đúng không? Mình sẽ nâng cấp lần lượt là lên ba lô bằng sắt nè. Sau đó thì sẽ là một cái ba lô bằng vàng. Đó, như vậy thì mình sẽ có sức chứa kiểu nó tốt hơn á các bạn. Đây, làm hai cái luôn. Ok. Giờ thì đã chứa thoải mái hơn rồi nha. Cái giường thì mình cũng sẽ mang theo để qua nơi ở mới rồi mình còn có cái mà ngủ á các bạn. Và trước khi đi thì mình sẽ lấy một cái khối vàng ở trên kia nữa. Tại vì qua giờ mình chưa có trèo lên đó lấy nữa các bạn ơi. Quá trời lu bu rồi. Và một ngày đẹp trời nào đó thì nếu có dịp mình sẽ quay trở lại đây ha. Nhưng mà bây giờ thì chắc không phải là lúc đâu các bạn. Hướng đi trong ngày hôm nay thì dự tính là mình sẽ đi thẳng hướng này luôn đi. Mong là chúng ta sẽ gặp được một cái chỗ nào đó nó ổn áp hơn. Để có thể bắt đầu làm cái ngôi nhà riêng cho mình á. Rồi làm hàng rào các thứ. Mình nghĩ trong này á, cái hàng rào nó rất là quan trọng nha. Không có hàng rào thì về đêm, những cái đêm mà mình không ngủ được á, thì sẽ rất là toan đấy các bạn à. Ở đây nó có cái rương vậy? Honkai Star Rail Update 2.1. What? Honkai Star Rail, một tựa game RPG vũ trụ kỳ ảo đa nền tảng do HoYoverse, nhà phát triển Genshin Impact sản xuất, được cộng đồng game thủ yêu thích và vinh dự nhận được nhiều giải thưởng game lớn của năm 2023. Đặc biệt, game hoàn toàn miễn phí trên đa nền tảng từ PC, thiết bị di động và cả PS5 nữa. Trong phiên bản 2.1 lần này có tên Lao Về Phía Vực Sâu, cũng là phiên bản mừng kỷ niệm một năm ra mắt của Honkai Star Rail. Thế giới Benakuni sẽ có rất là nhiều nhân vật, nhiều khung cảnh và cách chơi thú vị đang chờ đợi các bạn khám phá nha. Đầu tiên, hãy điểm qua các sự kiện hấp dẫn như cờ hành trình vũ trụ. Chúng ta sẽ nhận được số lần đổ xúc sắc khi đăng nhập mỗi ngày. Dùng xúc sắc di chuyển trên bàn cờ để có thể kích hoạt hiệu ứng ở các ô khác nhau trên bàn cờ. Đồng thời, còn có thể rút thưởng cũng như là nhận được phần thưởng đặc biệt. Tiếp theo là khu vui chơi Glass Studio. Chúng ta có thể trải nghiệm văn hóa điện ảnh độc đáo của Benakuni tại công viên Clark Studio, đồng hành cùng các cậu bé đồng hồ và các nhân vật EP hoạt hình nổi tiếng. Rồi còn có sự kiện giai thoại trong ly. Các bạn có thể tận hưởng niềm vui khi pha chế đồ uống và nhìn thấy hiệu quả kết hợp của các chất lỏng theo thời gian thực.
Game còn mở rộng lối chơi thu nhỏ. Bây giờ, khi thu nhỏ để ngắm vai người anh em Hanu, các bạn có thể trang bị ống nhòm hỏa tiễn, bắn hỏa tiễn để đánh bại cái địch luôn á nha. Kế đến, trong phiên bản này còn có sự xuất hiện của hai nhân vật mới. Đầu tiên là Acheron, một cô gái mạnh mẽ, lạnh lùng, ít nói, thâm sâu khó lường. Acheron lang thang khắp vũ trụ với một thân phận bí ẩn. Cô ấy mặc một cái áo dài màu tím, mang thanh kiếm dài. Cô nhìn thấy được bản chất của thế giới, thế nhưng vẫn giữ được sự lương thiện trong tâm hồn. Và khi chiến đấu, Acheron là một nhân vật hư vô thuộc tính loài, có khả năng dồn sát thương vô cùng cao á nha. Tiếp theo là Aventurine, một thiếu gia khéo ăn nói, giỏi ngoại giao. Anh ta ăn mặc sang trọng, chi tiêu cực kỳ hào phóng, mặc dù nhiều lúc hơi tùy tiện, thế nhưng không làm người khác ghét bỏ. Đã vậy, anh còn là một tay cờ bạc với phong cách đầu tư táo bạo, sẵn sàng đánh cược ngay cả khi chỉ có một chút xíu cơ hội thôi. Và khi chiến đấu, Aventurine là một nhân vật bảo hộ thuộc tính số ảo, có thể công dồn nhiều lần khiên nhóm cho đồng đội của mình, cực kỳ hữu ích khi mà chiến đấu luôn. Và trong phiên bản 2.1 sẽ có nhiều cách chơi mới để cho các bạn có thể trải nghiệm, như là đua xe 2D, quay phim, quán bar quái vật, còn có hai cảnh mới, mê cung mới, NPC mới, quái mới. Ngoài ra còn có một nhân vật mới 4 sao nữa, đó chính là Gallagher, cũng sẽ được thêm vào. Anh ta là nhân vật trù phú thuộc tính hỏa, kèm theo đó là các nhân vật nổi tiếng là Lucha và Jin Liu cũng sẽ quay trở lại nha. Và các bạn mới chơi còn được nhận 1600 ngọc ánh sao qua thư. Đăng nhập 7 ngày là có ngày 20 vé tinh cầu đặc biệt miễn phí, có thể dùng để rút Acheron cũng như là Aventurine đó nha. Đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 1 năm ra mắt, Honkai Star Rail còn tổ chức triển lãm online. Các bạn có thể check in 4 khu vực triển lãm theo chủ đề mà không cần rời khỏi nhà. Trong triển lãm các bạn không chỉ trải nghiệm theo chủ đề, khám phá trứng màu trong từng cảnh, mà còn có thể xem phim thời gian thực, chơi các trò chơi như là máy gấp thú, dòng quay may mắn của trạm không gian. Tại đây các bạn có thể nhận phần thưởng bằng cách là hoàn thành các nhiệm vụ tương ứng, bao gồm mã đổi thưởng và cơ hội rút thưởng hiện vật. Bên cạnh đó còn có triển lãm offline tại Ion Mall Bình Tân vào ngày 30 tháng 3 đến ngày 11 tháng 4. Tại đây các bạn có thể trải nghiệm và chìm đắm thế giới Penacony ngay tại chỗ, tham gia và tương tác để có cơ hội nhận được những món quà hậu hĩnh. Còn chần chờ gì nữa, tải ngay Honkai Star Rail về máy để cùng Lộc đắm chìm vào thế giới huyền ảo và vô vàn các hoạt động hấp dẫn đang chờ đợi chúng ta nhé. Link tải game Lộc có để dưới phần mô tả cũng như là bình luận video. À mà Lộc còn có hai cái gift code giới hạn, các bạn nhớ nhập vào để nhận thưởng nha. Ôi cái gì đây, ai mới nói nhỏ phía sau mình vậy? Herobrine ở phía sau mình. Ê, ngồi thêm con gì ở đây nữa vậy? Ê, nó lăn cái quả cầu vậy các bạn ơi. Ây. What? Trời đất ơi. Ui, ban ngày ban mặt mà. Mà muốn chút lộng hành vậy đó hả? What? Ở đây thỉnh thoảng á, mình sẽ nghe được những cái âm thanh nó rất là ghê rợn luôn các bạn à. Thật sự là như vậy á. Không hiểu luôn. Ồ, ở đây còn có khu vực gì nữa nè. Thường dưới này sẽ có cái quan tài để cho mình loot đó các bạn. Ok, hai cái luôn. Ồ, được thêm giáp sắt mới nè. Ngon ấy chứ. À, vô cái giáp sắt cũ của mình ha. Chỗ này là một cái dùng băng. Dùng này thì xây nhà nó an toàn không ta? Hay là trên đỉnh núi nhờ? Ủa, chắc mình thử leo lên đỉnh núi coi coi chỗ đó ổn không? Rồi chúng ta sẽ làm cái nơi định cư ha. Nhìn sơ qua chỗ này có vẻ là không ổn lắm các bạn ơi. Thiệt sự luôn á, ở dưới này nó còn bị hõm nữa nè. Nhưng mà khoan, ở trong này nó có một cái ngôi nhà khá là bí ẩn. Mình sẽ vô đây coi coi nó còn sót cái rương nữa không. Dù nhìn thấy ghê quá. Hình như không các bạn ơi, chỉ có cái thùng thôi à. Kiểm tra thử coi. Có được cây kiếm sắt. Máy bay cứu hộ, what? Trực thăng kìa. Trực thăng cứu hộ qua vậy? Mình lại gần coi. What the heck? Liệu rằng người ta có thả cái thang xuống cho mình trèo lên không? Hello? Ủa, trực thăng này có ai ta? Ui, không có cứu hộ mình rồi. Hello? Hình như đây là những cái người đi khám phá và tìm hiểu những cái hiện tượng siêu nhiên ở trong thế giới From the Fog các bạn ơi. Họ mặc đồ trang bị vũ trang cái thứ xịn sò á. Không biết khi nào mình mới được xịn như vậy nữa. Rồi ở đây nó có cái khu vực kiện rơm vậy nè. What? Có dấu gì không? Dưới này. Không dấu gì hết. Vậy thôi mình xin mấy kiện rơm vậy.
Nhưng mà đi từ nãy tới giờ thì mình vẫn chưa gặp được chỗ nào nó ổn nhất hết. Toàn là mấy chỗ đâu đâu không à. Thì ở đây có mấy em ông. Phát hiện cái gì trong này à? Ồ, da bò. Được đấy chứ. Một ít bàn thô nè. Thạch anh tím. Ủa, lửa chảy. À, đó là cái chỗ tương tự cái khu vực mình mới lấy kiện rơm. Mà chỗ này thì thấy nó cũng phẳng phẳng nè. Ok. Có vẻ là ổn hơn cái chỗ ban đầu của mình đó các bạn ơi. Ồ, và còn có những em cuốn rất là dễ thương luôn, Shiba. Ở đây có mấy em Shiba các bạn ơi. Đây mình có đem theo xương thì phải. Ui, có hai khúc à. Thử ơi. Ủa, được luôn nè. Ôi, tiếc vậy. Nhưng mà không sao, mình làm bạn được với một em Shiba rồi các bạn ơi. Ê, mình đỡ cô đơn hơn rồi. Còn em này từ từ có xương rồi mình sẽ làm bạn với em sao ha. Chỗ này tạm thời chắc là mình định cư được rồi đó các bạn ạ. Ok, mình sẽ cho em Shiba nâu này ngồi xuống ha. Ở đây chơi đi. À, mình sẽ đặt cái giường xuống cạnh em luôn. Giường thì mình chưa có, mình chỉ có ba lô thôi. Cái gì đây, đây. Ui, nơi ở mới cũng có mấy sinh vật kỳ dị này nha các bạn ơi. Đó là tên Vivi Lee. What the hell? Oh my chui. Trời ơi, chưa kịp ngủ nữa mà đã có kẻ sát nhân xuất hiện rồi. Ê, đúng sợ luôn á các bạn à. Ê, con này nữa. Ây da. Ủa sao nó cắn đau vậy? No. Nữa rồi. Không ổn rồi. Ui. Hình như ở trong đây chỗ nào cũng nguy hiểm như nhau các bạn ơi. Ủa xa xa là ai nữa vậy? Một ma của ai vậy? Scientist. What? Lại là một đêm mất ngủ nữa rồi. Ấy, nó tới, nó tới. Chú lẹ các bạn ơi. Ý. Phải sớm xây nhà thôi. Đó, các bạn thấy buổi tối không? Nó cực kỳ nguy hiểm luôn ấy. Ai xa. Kìa kìa, nó dí mình. Quá trời nó dí rồi. Không biết mình đứng ở trên cao vậy có ổn hay không nữa. Ok. Xong được một con. Ui, có cái hồn ma bay, nó đang bay lại kìa. Chắc là mình tranh thủ đi ngủ được á các bạn. Lẹ 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 lẹ. Kịp hay không, kịp hay không. Ok, trời sáng rồi. Yeah, trời sáng là mấy cái hồn ma nó đã biến mất bớt rồi ha. Mình chỉ sợ mấy cái tên sát nhân thôi. Hồi nãy cái tên Vivili á các bạn, 400 máu lận. Không hề ít đâu. Ở đây có vũ khí mới nữa nè. Ngon vậy. 9 đam. Cái hammer thì 7 đam thôi. Ok. Cho bọn chúng biến mất bớt đi các bạn. Rồi chúng ta bắt đầu xây dựng khu vực ở ha. Ê, sợ thật chứ. Ừ, lại là cái người bí ẩn kìa. Ok. Rồi có vẻ là ổn ổn hơn rồi đó. Ê, chưa chưa chưa, còn Ripper, còn Ripper. Đi chỗ khác. Đi 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 đi. Đi. Tại mình có cái cái ổng mèo á các bạn. Mình đang mang cái ổng mèo nè, nên là hù mấy con Ripper khá là dễ ha. Đó, an toàn rồi. Giờ thì chắc công việc của mình cần làm đó chính là đi chặt cây để chúng ta có gỗ và bắt đầu xây dựng nơi ở ha. Ủa, ở đây mình cũng có một ít gỗ rồi. Vậy bắt đầu mình xây trước cái khung cũng được á các bạn ơi. À, không cần quá to đâu, nhỏ nhỏ đủ mình với lại em Shiba nâu ở là được rồi ha. Ê. Oh, hi Mark. Ê, man. Thôi. Tôi không mượn ăn tân gia sớm đâu. Mình chổng cái mông vô mặt hắn. Hắn sợ cái mông mình lắm các bạn. Ừ. Hắn quay người 300 ủa 180 độ để cho mình nhìn mặt hắn các bạn, nhưng mà mình đang để góc ba nè, nên là mình không sợ đâu. Anh thằng ơi. Đang xây nhà mà hắn cũng rình rình mò mò nữa. Sợ cái tên đó thiệt chứ. Rồi sẽ có một ngày mình sẽ cho hắn ha, nhìn mình hay lần cuối các bạn à. Tiêu diệt hắn và kết thúc cái cuộc hành trình này liền luôn.
Nhưng mà ngày đó chắc còn lâu các bạn ơi, giờ mình còn yếu lắm. Gặp hắn là còn hơi rén rén ha. Ok, giờ mình sẽ làm thêm cái phần khung cho nó hoàn chỉnh cái đã. Và cơ bản cái nhà của mình và em Shibano là sẽ bé bé cỡ vậy thôi các bạn à. Nhỏ nhỏ xinh xinh á, để còn tí mình làm hàng rào nữa. Cái gì đây? Lâu lâu ai lại la help me gì nữa, đang xây nhà mà help cái gì? Ui dồi, thiệt luôn các bạn à, lâu lâu là nó có những âm thanh kỳ quặc. Kiểu không sợ là cũng phải sợ. Không hiểu luôn. À, nữa rồi. À, mình ghét cái tên Vivili đó các bạn ơi. Hắn cứ gình gình canh me canh chua gì bập mình hoài. Cay thiệt chứ. Mình nghe tiếng động lạ là mình đã quay lại liền rồi đó mà không kịp chạy. Ai xà. Hết gỗ rồi các bạn ạ. À. Phải làm anh tiểu phu đi chặt thêm gỗ thôi. Nói chung là bây giờ cũng đã an toàn hơn được một phần rồi đó các bạn à. Mặc dù mình không kịp làm cái hàng rào nhưng mà trong màn đêm thì mình vẫn đủ an toàn ha. Ok. Hết sợ rồi đó. Kẻ sát nhân đều các thứ hả? Hết sợ rồi nha mấy cưng. Mình đã làm luôn cái cửa sắt cho nó chắc cú các bạn à. Chứ cửa gỗ mình sợ nó đập bể cửa lắm. Ok. Và giờ thì mình có thể bảo vệ em nâu của mình được rồi ha. Thôi giờ thì... Ủa? Sao không ngủ được? What the hell? Qua đây ngủ. Ok, qua bên đây thì mình ngủ được nè. Alright, trời đã sáng và đón bình minh thôi. Thôi. Đón bình minh trong nhà được rồi các bạn à. Trời đất ơi. Ui. Trời ơi, nó tiên hóa nhanh vậy. Mẹ nó ơi. Mình chơi lớn luôn. Nó trèo vô nhà được hả? Ui. Trời. Con này nó có thể bò qua một ô được. Thôi. Vừa nha. Nghỉ. Không có đập cửa sổ như vậy nữa. Yêu. Kinh thiệt chứ. Hả? Trời ơi, sói bị lây nhiễm. Sao giống ký sinh trùng vậy? Ủa? Đây là From the Fog mà. Chứ phải ký sinh trùng đâu. Trời ơi. Cái này chắc phải đợi một xíu cho quái vật nó biến mất bớt các bạn. Rồi mình sẽ bắt đầu ra ngoài làm thêm cái hàng rào ha. Rồi cắm đốt xung quanh để chuẩn bị cho cái đêm sắp tới nữa. Eo căng rồi. Sau khi xem xét tình hình sơ qua thì mình quyết định mình sẽ làm hàng rào hai lớp giống như vậy. Lớp phía dưới sẽ là tường đá, lớp trên là hàng rào gỗ ha. Để coi nó có đủ an toàn không. Nếu mà nó không an toàn lắm thì mình có thể nâng cấp thêm là một lớp hàng rào sắt ở phía trên. Nhưng mà khoan, cái gì nữa vậy? Sao hắn lại leo lên nóc nhà mình? Ở phía trước thêm một tên nữa. What the hell? Ê. Thôi nha, cái gì khó quá cho qua nha. Chuyện cũ mình bỏ qua đi Hero Pride ơi. Hù hoài không vui đâu. Thôi, không nhìn hắn nữa đâu các bạn. Lo xây hàng rào lẹ nè, trước khi trời tối nè. Không thấy là không sợ. What? Tại sao nó có thể ở trên cái... What the heck? Sao trên gác nhà mình lại có một cái con zombie bị lây nhiễm là sao? Ê! Trời đất ơi! Ây da! Đã vậy nó còn đánh được mình nữa. Thiệt luôn! Ủa con nào trèo ngoài này hay vậy? Không, mình nhìn nhầm các bạn ơi. Ok, và bây giờ thì chúng ta đã có được một cái hàng rào tương đối là ổn ở phía bên ngoài rồi ha. Nơi ở của mình bây giờ có thể nói là tạm gọi là an toàn thôi.
Nhưng mà rời khỏi nơi này thì sẽ không hề an toàn đâu nha. Ok. Trời đất ơi. Ô mai chuối. Không có hàng rào là mình không có dám đứng ngoài này đâu các bạn. Yêu. Ghê quá. Thôi chắc mình đi ngủ đi các bạn. Sau một ngày làm việc mệt mỏi rồi. Ok. Đừng đợn em cuốn của mình xíu ha. Em nâu nè. Rồi đi ngủ thôi. Sáng dậy chúng ta còn bắt đầu đi cày đồ ngày hôm nay nữa. Tại vì hôm nay mình muốn là thật sự có được set giáp kim cương các bạn à. Và số kim cương mình có hiện tại là 9 viên ha. Nó không có quá nhiều nhưng mà ok. Mình sẽ dành ra 3 viên. Đó, để chúng ta làm một cây cúp. Đấy, một số tình huống thì chắc là nó sẽ giúp ích cho mình đó nha. Rồi, làm liền luôn ha. Đây, công thức này là như vậy. Đuốc thì chắc mình cũng sẽ làm thêm đi. À, đổi ra thêm que và chế tạo thêm tầm một stack đuốc. Ok. Giờ thì có thể đi mai để kiếm thêm kim cương rồi đó các bạn. Mục tiêu là full giáp kim cương ha. Let's go. Ồ. Gần nhà mình cũng có một cái hang sâu quá nè. Ok. Được đấy chứ. Mình sẽ thả xô nó xuống rồi chúng ta sẽ bắt đầu khám phá cái hang này thử ha. Nhiều khả năng là nó sẽ dẫn tít 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 xuống dưới lòng đất cho mà xem. Hả? Có hồ nước ở đây luôn hả? What? Vậy thì mình đi hướng này đi. Ê, ê trời. Dân làng lên một. Nhưng mà bị lây nhiễm rồi. Ui da. Trời ơi, mình bị dính hiệu ứng gì rồi các bạn ơi. Yêu. Corruption. What the heck. Và cái hang này. Ôi trời ơi, hang cùng rồi. Dự đoán của mình đã sai rồi các bạn ơi. Ủa đây rồi, đây rồi. Kim cương đầu tiên trong chuyến đi này các bạn ơi. Và à, được có 1 viên vậy. Trời đất, tưởng đâu 2-3 viên. Ồ, ở đây còn có một cái hang khác các bạn ơi. Ồ, ui, hơi bị bự luôn. Ôi, trong kia còn có quái nữa nha. Thôi không sao. Có quái thì mình thấy con nào nguy hiểm quá thì mình né thôi các bạn. Mình chỉ sợ mấy cái con như hôm qua thôi, cái con gì cây đều queo lơ gì đó. Chứ cái con trắng trắng đi ghê. Ủa? Ủa bên kia là công trình gì vậy? Ê, ê, chơi, mình hạ cái con xương này cái đã. À, con xương này. Đừng tưởng có cặp mắt sáng là mình sợ. Đi vô cát. Ê, 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 ê. Thêm con ngựa này nữa. Áo. Trời đất ơi. Ui, con ngựa này mạnh các bạn ơi. Nó nhanh quá. Ừ đúng rồi, con sương bắn tiếp mình đi. Ừ. Con sương cũng được việc phết. Nó bắn như mông con ngựa này mấy hit luôn các bạn ơi. Ngon. Thiệt luôn á, chắc mình phải tranh thủ làm cây cung sớm các bạn ạ. Không thôi là bị mấy cái con nó bắn tầm xa như vậy rất là khó chịu luôn. Ấy. Ấy. Kim cương nữa nè. Đây rồi. Ơi. Hero Prime phía sau mình các bạn ơi. Ui gì 2 tên chứ gì. Quay 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 quay. Không vui nha. Đi đâu hắn cũng dí theo mình hết. Đáng ghét thiệt chứ. Tốc độ tốc độ. Rồi đào kim cương xong rồi các bạn. Mình sẽ đi vô góc này trước để mình hồi phục máu lại ha. Yêu yêu yêu. Đâu. Cắn rồi cắn rồi. Ừ. May quá. Rồi bể khiên rồi. Ấy. Sao lại bể khiên ngay lúc này. Con. Cái gì. Ôi một cái pho tượng bí ẩn. No 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 no. Sao bị lắc dữ vậy. Ăn bánh mì không được luôn. Ê. Không ổn rồi các bạn ơi. Bây giờ quái vật xuất hiện nhiều lắm khi mà mình đi mai luôn á. Thiệt sự. Giờ mình sửa cái quần sắt lại cái đó. Để coi coi tiết kiệm được ít sắt. Rồi. Ok. Đỡ lại nào. Mình phải phục thù mới được. Cay thiệt chứ. Thay vì tiếp tục đi qua hướng bên kia thì mình sẽ đi vô cái hướng công trình nhưng mà ở đây nó có cái bức tượng các bạn ơi. Cái bức tượng đó thì ghê lắm luôn á. Ủa con gì ấy? Hả? What? Con Reaper tàng hình. Cái bức tượng thì vẫn đang đứng ở đó canh me mình.
À, mình có thể lấy cây cúp để mình đập các bạn ạ. Ok, mà phải tranh thủ mới được, cái bức tượng này hồi phục máu ghê lắm. Rồi trên đầu bức tượng này có cái cây cúp kìa. Lẹ lên, sắp rồi. Một tí xíu nữa. Hai cái thôi. Yes sir. Ôi dồi, mình lấy được cây cúp ở trên đầu của cái bức tượng luôn các bạn ơi. Coi, cúp này là cúp chạm hỏng nữa. Cái quần bảo vệ khá ngon nè. Một quyển sách Creepy Pasta gì đó. Trời đất ơi. Yêu. Giờ mình sẽ đi lòn lòn qua hướng bên kia ha. Chắc phải đi đường vòng á. Ôi, qua đây còn gặp kim cương nữa chứ. Ngon. Chưa. Lẹ. Rồi, được mấy viên, hình như có một viên thôi các bạn ơi. Trời ơi, cái số mình đào kim cương sao á. Rồi trong này là cái gì đây? Ồ, phòng trên này có sách ở bên trong. Để nào. Ôi, con nightmare kìa. Có kẻ sát nhân ở đây nữa. Cô chồng. Nguy hiểm nha. Ui, nhiều kẻ sát nhân lắm các bạn ơi. Quá trời quá đất luôn. Ui. Nero Rai phía sau nữa. Không được rồi, mình phải nhanh chóng thôi. Tìm kiếm cái spawner và đập liền các bạn ơi. Chứ như vậy thì không ổn. Phải có cái spawner đâu đó quanh đây nè. Ê, mình thấy rồi. Ê, nhưng mà trước tiên cần phải hạ mấy tên này trước. Ê. Ui, hắn làm mình bị cháy. À, cái tên này nâng cấp quá chịu vậy. Đập spawner lẹ. Ok, xong một cái, đằng kia còn một cái nữa cơ. Ok, đi qua. Ê, hắn xuất hiện rồi. Không kịp các bạn ơi. Ấy. Ok, đập lẹ. Rồi, cái phòng này cơ bản là an toàn. Mình có thể ăn uống, hồi phục máu lại ha. Sau đó thì chúng ta sẽ loot sơ qua. Ui, cái tên Vivili xuất hiện ở đây các bạn ơi. Ui, may quá, hắn biến mất rồi. Tí nữa thì toan. Dạng pha thuốc thì mình sẽ lấy về ha, để mai mốt mình nấu thuốc. Để sách, mình cũng sẽ đập luôn. Phía dưới này thì có một ít cái xác bình thường ha. Ok, còn dấu gì khác không? Hình như là hết rồi các bạn ơi. Bên đây cũng lặt vặt không à. Alright. Để mình thử làm liều mình đi sâu qua bên đây một tí. Tại vì công trình này có vẻ là rất là rộng nhưng mà hơi bị nhiều mấy cái con quái vật nha. Giờ thì mình chưa có đủ trâu để mình có thể. Ê, đó. Trời, nó tấn công lén. Yêu. À, nó liền. Giờ thì mình chưa có đủ tự tin á. Kiểu lượng giáp của mình còn ít quá à. Mà tầm 5 con nó dí lại là mình mệt mỏi liền. Ủa, con nào bắn được vậy? Thì mà bắn tôi tùm lum hết trơn nhá. Đây dẫn đi đâu đây? Ủa, này đường cồn các bạn ơi. Thôi rồi. Chắc mình đi ra các bạn ơi. Mình không muốn ở đây quá lâu đâu. Đó. Có điểm rồi. Ê, tại sao con này nó lại vô đây được? Tại sao vậy? Chạy luôn kìa. Chưa chạy kịp các bạn ơi. Đã vậy về tới nhà còn có mấy con quái vật nó đứng ở trong cái khu vực sân nhà mình nữa chứ. Ui da. Cái ngại gì á ta ơi. Ê, cái tên kẻ sát nhân.
Hắn đứng ở phía bên ngoài kìa các bạn. Ê, hắn cầm cái dao kìa. Ôi trời ơi. Hắn kẹo ra. Trèo rào được các bạn ơi. Không ổn rồi. Ủa rồi đó là nhà của mình hay nhà của hắn? What the heck. Mở cửa. Ây da. Gì nữa vậy? Gì mà xét đánh vậy? À như hắn biến mất rồi. Ồ mày chui. Thánh thần ơi. Trời đất quý thần. Ui. Bắt đầu đó, bắt đầu đó. Kìa đằng kia là con gì nữa kìa, thấy ghê chưa? Toàn là những sinh vật gì đâu không à các bạn ơi. À. Thôi đi ngủ, đi ngủ, đi ngủ. Chung với nậu lẹ các bạn ơi. Không ổn rồi, không ổn rồi. Ui. Rồi sáng cho bớt bớt sinh vật đi. Chứ thật sự là hôm nay toang lắm luôn á. Ý là mình đã có nhà ở và... Và tên Hero Pride vẫn đang lén lén nhìn mình kìa các bạn. Mình nhìn vô mặt hắn luôn. Đó, tại vì mình đang núp ở sau hàng rào mà. Hello. Are you man? Hình như sao quá hắn không thấy. Ê hey. Tròn Việt Nam. Tròn Việt Nam thôi. Coi coi như nãy giờ mình chưa có nói gì đi các bạn ơi. Trời đất ơi. Có cần phải tới mức độ vậy không? Oh my gosh. Thôi ở dưới đây, ở trong này mình chơi với MC Banal của mình luôn các bạn ơi. Sợ lắm rồi. Hôm nay mình lại tiếp tục bị cái sinh vật màu trắng rất là to xác kia hù dọa ở dưới hang các bạn ơi. Và có vẻ là cái việc đi mai và tìm kim cương của mình nó sẽ cực kỳ vất vả trong thời gian sắp tới đây. Nhưng mà mình phải cố lên mới được. Những chuyến sau mình sẽ trang bị đầy đủ hơn và chúng ta sẽ tiếp tục đi cày kim cương và nhanh chóng sở hữu cho mình một bộ giáp kim cương ha. Rồi, và bạn nào có nhu cầu mua Roblox, Lovefruit và Gamepad thì nhớ ghé qua shop của Lập nha. Link shop ở dưới phần bình luận á. Còn bây giờ thì chắc mình phải cố thủ trong nhà tiếp thôi. Ra ngoài là toan thiệt các bạn à. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.